Hello, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng Giêng năm 2023. Buổi tối hôm nay, Nick cũng có mặt ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tình hình các chuyến bay hôm nay như thế nào, Nick sẽ quay review, chia sẻ lại cho quý cô bác, anh chị và các bạn cùng xem nhé. Bây giờ đã là 22 giờ 44 phút và trên bảng điện tử thể hiện các chuyến bay đến buổi tối. Hôm nay, Nick thấy có chuyến bay đến từ Seoul, Hàn Quốc của hãng hàng không Korean Air KA475 đã hạ cánh lúc 22 giờ. Chuyến bay đến từ sân bay Haneda Tokyo Nhật Bản của hãng hàng không All Nippon Airways liên kết với Vietnam Airlines United Airlines đã hạ cánh lúc 21 giờ 50. Chuyến bay đến từ Singapore của hãng hàng không Vietnam Airlines cũng đã hạ cánh lúc 22 giờ 05. Chuyến bay đến từ Siem Reap của hãng hàng không Cambodia Angkor Air liên kết với Vietnam Airlines cũng đã hạ cánh lúc 21 giờ 45 thay vì 22 giờ 10. Tiếp theo sau đó sẽ còn nhiều chuyến bay đến từ Seoul, Hàn Quốc của hãng hàng không Korean Air và Asiana sẽ hạ cánh vào 22 giờ 50 và 23 giờ 10. Rồi chuyến bay tiếp theo của hãng hàng không All Nippon Airways NH833 cũng sẽ hạ cánh lúc 0 giờ 15. Như thường lệ thì những ngày cận Tết rất là đông bà con cô bác đi đón người thân ở nước ngoài về. Trong đó là đa số bà con ở tỉnh thành nên là lên rất sớm và chờ đợi khá là lâu. Xung quanh các cửa ra vào như là cửa A1 mọi người đang thấy trên màn hình thì luôn luôn là đông đúc bà con cô bác đứng cũng như là ngồi ngóng trông chờ đợi. Và bên kia thì Nick thấy là cửa A2 cũng khá là đông người thấp thỏm chờ đợi người thân từ bên trong đi ra. Hôm nay tình hình có một vài cái thông tin rất là đặc biệt Nick sẽ cập nhật lại cho quý cô bác anh chị mình cùng nắm sau ít phút sau đây nhé. Quý cô bác anh chị và các bạn thân mến, gần đây thì Việt Nam đã phát hiện ra biến chủng mới của dịch bệnh Covid-19 với biến thể XBB tại tỉnh Tây Ninh và Sài Gòn. Chính vì vậy, trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng Giêng năm 2023, Bộ Y tế có công văn khẩn về tăng cường phòng chống dịch dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội 2023. Trong đó, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan đơn vị chủ động lấy mẫu giải trình tự gen các trường hợp mắc bệnh để xác định các biến thể mới COVID-19. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 để xử lý kịp thời, đặc biệt là từ các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm của virus SARS-CoV-2, đồng thời đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến đặc điểm bất thường. Các tỉnh thành chủ động phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur, các bệnh viện có khả năng xác định biến thể mới của COVID-19, lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể, biến chủng mới và đánh giá nguy cơ dịch bệnh. Bộ Y tế cũng yêu cầu tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vaccine COVID-19, cần quan tâm nhóm người có nguy cơ cao, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm hệ miễn dịch, trẻ em từ 5 tuổi đến 18 tuổi. Lưu ý ở các tỉnh thành lớn, khu vực trọng điểm du lịch có lượng khách quốc tế cao. Các tỉnh thành cũng phải chuẩn bị sẵn sàng thực hiện công tác phân luồng, thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, đảm bảo đủ thuốc, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm phòng chống dịch, có các phương án đáp ứng với các tình huống dịch bệnh.
Dựa trên công văn khẩn của Bộ Y tế thì cũng trong cùng ngày 11 tháng 1, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế của thành phố đã có văn bản về việc triển khai hoạt động phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội năm 2023 trên địa bàn thành phố. Văn bản cho biết mặc dù hiện tại ở Việt Nam chưa xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5 như các nước trên thế giới, nhưng sự giao lưu đi lại thương mại qua biên giới sẽ tăng cao trong dịp nghỉ lễ Tết sắp đến. Nguy cơ xâm nhập của các biến thể phụ vào Việt Nam sẽ là rất lớn. Do vậy, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Y tế giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ triển khai trực 24/7, thực hiện giám sát tất cả những người nhập cảnh bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát thực tế. Người có triệu chứng nghi ngờ sẽ được đưa đến khu vực cách ly tạm thời để khám sàng lọc, khai thác các yếu tố dịch tễ và lấy mẫu test nhanh COVID-19. Trường hợp test nhanh âm tính, hành khách sẽ tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh và được hướng dẫn tự giám sát tại nơi lưu trú. Trường hợp test nhanh dương tính, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ phối hợp với các ban ngành làm thủ tục nhập cảnh nhanh cho bệnh nhân, sau đó chuyển bệnh nhân đến bệnh viện nhiệt đới để lấy mẫu xét nghiệm PCR, giải trình tự gen. Như vậy, đây được xem là phản ứng trong công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế Việt Nam trước làn sóng có thể xâm nhập mang thêm biến chủng mới từ khách du lịch Trung Quốc. Và Sở Y tế của thành phố thì cũng nhanh chóng là khẩn trương giám sát hoạt động phòng chống dịch tại sân bay. Và như vậy thì các cô chú anh chị và các bạn, trong thời gian này khi mà chúng ta về tới sân bay Tân Sơn Nhất, trước khi vào làm thủ tục nhập cảnh thì sẽ đi ngang qua cái máy đo thân nhiệt. Thật ra máy đo thân nhiệt thì từ nhiều tháng nay đã để ở đó rồi, và hiện tại thì để tăng cường giám sát kỹ hơn thôi, có nghĩa là sẽ theo dõi chặt chẽ 24/24 để khi mà phát hiện trường hợp mà có nhiệt độ tăng cao bất thường thì sẽ chặn cái người đó lại và đưa đi kiểm tra. Nếu mà phát hiện là có bị nhiễm bệnh COVID thì sẽ đưa đi điều trị cách ly tại bệnh viện, còn nếu mà không có bệnh COVID thì chúng ta nhập cảnh bình thường. Như vậy thì quý cô bác anh chị mình cũng không phải quá lo lắng hoang mang, sợ là không về Việt Nam trong thời gian này đâu. Mà thực tế thì đây là tăng cường giám sát thôi. Nếu có gì xảy ra thì đưa đi điều trị thì tốt cho mình chứ không có vấn đề gì nha. Vấn đề quan trọng là khi cô bác anh chị và các bạn chuẩn bị bay về Việt Nam thì chúng ta là phải làm sao giữ gìn sức khỏe được tốt, là không để là những cái gì đó gây mệt mỏi, rồi sinh bệnh, nhiều khi là những cái bệnh khác, nhiệt độ cơ thể mình cũng tăng nè, hoặc là lo lắng nhiều quá thì về nó cũng làm tăng nhiệt độ, rồi qua máy soi, máy đo nhiệt độ á, nó sẽ thấy cao thì khi bị phát hiện phải đưa đi kiểm tra này kia, nó phiền cho mình thôi. Còn nếu mà kiểm tra thực tế, nếu không có bệnh COVID thì cũng chả sao, mình vẫn nhập cảnh bình thường nha. Do đó thì nếu nhắc lại, đây là cái thông tin mà quan trọng, nhưng mà nó cũng không phải là một cái gì đó để gây cản trở, gây khó khăn cho chúng ta trên đường về Việt Nam đâu. Nick biết chắc chắn sẽ có những cái thông tin khác đưa lên gây giật gân, làm cho cô chú anh chị mình sẽ hoảng loạn, lo sợ. Nhưng Nick sẽ giải thích ở đây, đây chỉ là tăng cường giám sát dịch bệnh. Thực tế thì nó đã diễn ra từ trước rất là lâu. Nay có thêm là du khách Trung Quốc chuẩn bị vào Việt Nam nhiều nữa thì tăng cường giám sát thôi, chứ không phải là nhằm vào tất cả các du khách từ các nơi nước, các nước khác như là cô chú anh chị mình ở các nước khác về Việt Nam đâu, mà chủ yếu là có lẽ ngăn chặn từ những người đến từ các thành phố của Trung Quốc mà thôi. Tóm lại, các cô chú anh chị và các bạn mình đừng suy nghĩ lo lắng gì nhiều, chỉ cần là dưỡng sức khỏe, ăn ngủ nghỉ khỏe và về Việt Nam là khỏe, không bị vướng bận gì hết, trên đường đi tất cả sẽ suôn sẻ và về chơi thật là vui thôi.
Quý cô bác anh chị và các bạn thân mến, cũng trong ngày 11 tháng Giêng năm 2023, truyền thông Mỹ cũng đưa tin là tất cả các chuyến bay trên khắp nước Mỹ phải tạm dừng sau khi hệ thống máy tính của Cục Hàng không Liên bang FAA bị trục trặc. AP trích dẫn dữ liệu thống kê của trang web theo dõi chuyến bay FlyAware tiết lộ, tính đến khoảng 7 giờ miền Đông nước Mỹ là khoảng 19 giờ giờ Việt Nam, đã có khoảng hơn 1.200 chuyến bay gồm cả nội địa và quốc tế đã phải bị hoãn lại. Trong khi đó, trang web của FAA cho thấy hệ thống chuyên cảnh báo các phi công và những nhân viên chuyến bay khác về các mối nguy hiểm hoặc bất kỳ thay đổi nào đối với các dịch vụ của sân bay cũng như những thủ tục liên quan đã không xử lý thông tin cập nhật, theo Reuters. Được biết, sự cố lỗi kỹ thuật được báo cáo lần đầu tiên vào ngày 10 tháng Giêng, gây rắc rối cho các hãng hàng không trong nước và ngoài nước. Trong một bài đăng trên Twitter, FAA tiết lộ đã đang nỗ lực khôi phục hệ thống điện văn thông báo hàng không NOTAM của cơ quan này. Chúng tôi đang thực hiện kiểm tra, xác thực lần cuối và tải lại hệ thống ngay bây giờ. Các hoạt động trên hệ thống không phận quốc gia đang bị ảnh hưởng. FAA cho hay cơ quan này cũng lưu ý một số chức năng đang bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các hoạt động của hệ thống không phận quốc gia vẫn còn hạn chế. Các hãng tin địa phương cho biết sự cố nói trên đã khiến hành trình đi lại của hàng nghìn người bị đảo lộn. Các hành khách phải chờ đợi trên đường băng trong khi các chuyến bay bị hạ cánh vô thời hạn. Không ít người đã phàn nàn về việc máy bay dừng lại trên đường băng tại các sân bay hàng giờ. FAA cho tất cả các chuyến bay hạ cánh do trục trặc máy tính. Tôi đang phải ngồi trên máy bay, hành khách tên là Alan Smith chia sẻ trên Twitter. Hành khách Adelbert kể lại, khi bạn đặt chuyến bay lúc 6 giờ để tránh bị hoãn vì ngày lễ đông đúc, nhưng bạn bị hoãn vì hệ thống FAA gặp sự cố trên toàn quốc. Theo thông tin cập nhật từ phi công hãng United của chúng tôi, lỗi hệ thống không cho phép ông ấy kiểm tra kế hoạch chuyến bay và tuân theo các quy định của liên bang. Đặt an toàn lên hàng đầu, họ đang đình chỉ các chuyến bay cho đến khi FAA sửa chữa hệ thống. Cô Bettina England, hành khách phải chờ đợi tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, viết trên Twitter. Nhà chức trách nhận định có khả năng xảy ra gián đoạn hoạt động bay trên diện rộng do sự cố với hệ thống NOTAM, vì tất cả máy bay phải định tuyến thông qua hệ thống, bao gồm cả chuyến bay thương mại và quân sự. Hiện FAA chưa công bố thời điểm khôi phục hoàn toàn hệ thống trên. Như vậy thì với sự cố trục trặc máy tính và nhiều chuyến bay tại khắp nước Mỹ không được bay, Nick hy vọng rằng là sẽ không có cô chú anh chị và các bạn nào gặp phải sự cố này trong những ngày vừa qua, để chúng ta không bị vướng lại, không bay về Việt Nam được nha. Bởi vì như chúng ta biết là nếu mà gặp sự cố không bay được chuyến bay nội địa nào, hoặc là chuyến bay nội địa bị delay quá lâu, thì kết nối với chuyến bay quốc tế sẽ bị trễ theo và chúng ta không bay về Việt Nam được. Do đó thì mong rằng không có bất kỳ cô chú anh chị nào đang ở Mỹ đi bay trong ngày 10-11 này bị sự cố này nhé. Mong là như vậy, bởi vì tất cả những gì đang chuẩn bị cho chuyến bay về Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán mà bị sự cố thì nó rất là buồn, phải không ạ? Bởi vì không bay được không phải là buồn mà là gì? Mọi cái đã chuẩn bị rồi từ rất là lâu, mọi người đang háo hức bay mà đùng một cái vì sự cố máy tính không bay được, máy bay không bay được rồi không bay về Việt Nam thì đúng là không may mắn rồi. Cho nên Nick cũng hy vọng và chúc cho tất cả quý bà con cô bác anh chị mà ở tại Mỹ đang chuẩn bị về Việt Nam nè, chúng ta sẽ may mắn không gặp những sự cố này nha, để chúng ta về được Việt Nam thật suôn sẻ, an toàn và về chơi thật là vui trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới đang rất là cận kề. Rồi bây giờ thì bỏ qua những chuyện xui xẻo, những điều không may đó, mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất buổi tối ngày hôm nay, tối ngày 11 tháng Giêng năm 2023, sân bay vẫn tiếp tục đông đúc, náo nhiệt và vui tươi.
Đó, thấy người ra rồi vẫy tay kêu gọi và đón được ôm nhau rất là mừng vui luôn. Cái cảnh tượng mà khi mà thấy người ta đón được á, mình thấy cũng rất là vui luôn cô chú anh chị các bạn nha. Không biết mọi người như thế nào nhưng cảm giác đó rất là hạnh phúc. Ngay cả khi mà Nick thấy mọi người gặp được nhau mừng rỡ, Nick cũng thấy trong lòng rất là vui. Tự nhiên là thấy người lạ người ta đón được nhau đó thì mình cũng thấy vui lây thôi ạ. Bây giờ thì nhiều người đã xong thủ tục rồi đi ra, có người thân chạy vào đón đây. Nick thấy có gia đình này chắc cũng cả chục người đi đón nè, chạy vô đông quá thế nào cũng bị mấy anh an ninh nè hỏi còi kêu ra bớt nè. Đông quá sẽ gây biết cái lối hết thế nào cũng yêu cầu ra bớt đi, hoặc là cả nhà nhanh chóng ra ngoài để hàn huyên tâm sự ở phía ngoài, chỗ trống phía ngoài còn nhiều, ra ngoài đứng cho thoải mái. Bây giờ đã là 23 giờ 46 phút và trên bảng điện tử thì có thêm một số chuyến bay nữa đã hạ cánh, trong đó có chuyến bay đến từ sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản của hãng hàng không Japan Airlines JAL 759 đã hạ cánh rồi. Và dưới đất thì đây mọi người nhìn thấy rất là nhiều người ngồi chờ lâu quá, ngồi xổm dưới luôn, ngồi bệt dưới đất nè, rất là đông gia đình. Đây, tầm 5 tầm 7 ngồi do chờ chắc là lâu quá mệt quá ngồi dưới sàn luôn rồi. Đi đón chờ đợi lâu cũng vất vả mệt mỏi, cũng thấy cũng rất là đáng thương nha. Đây mấy cô mấy gì nói chung là mỏi mệt rồi, đợi lâu quá thôi ngồi. Rồi bên đây nữa nè, đó mọi người ngồi giữa trên cây cột đó. Nhìn trông rất là buồn cười nhưng cũng rất là đáng thương nha.
Thật ra đi đón mà cũng không biết khi nào chính xác mới bài đáp, cũng không biết là khi nào người thân mới ra được. Do đó thì chờ đợi mòn mỏi cũng rất là mệt mỏi nha. Mọi người bay đường dài cũng mệt nè, nhưng người chờ đón ở đây, ở nhất là ở tỉnh, ở dưới quê đi lên, đi mấy tiếng xe rồi ngồi chờ mấy tiếng ở đây nữa cũng khá là mệt nha. Cho nên là niềm hạnh phúc mà khi đón được nhau thật sự là rất là vui, trong lòng ai cũng sẽ thấy rất là vui, ngay cả Nick thì cũng thấy là vui lây đó, như khi nãy Nick đã nói, rất là vui nha mọi người. Và video clip cập nhật tình hình sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11 tháng Giêng năm 2023 đến đây thì Nick xin tạm dừng nhé. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy yêu thích thì cho Nick xin một like này, chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video clip phía sau. Chào tạm biệt tất cả mọi người, chúc một đêm ngon giấc. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.